Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với thì cái này là dán băng dính mà anh em ạ, băng dính hay mà. Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với TNC Channel nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chiếc tai nghe mà mình nghĩ là nếu như mà anh em đang có nhu cầu tìm một chiếc tai nghe trong tầm giá 1 triệu đồng thì có lẽ là nên thử qua nó. Tại sao lại như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Và chiếc tai nghe ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chiếc tai nghe Edra EH493W Noob. Intro. Đầu tiên chúng ta sẽ phải lý giải tại sao lại có cái chữ Noob ở đây. Chả lẽ là anh em chơi game gà thì phải dùng tai nghe gà không? Noob ở đây có nghĩa là chắc là trong tương lai chúng ta sẽ có phiên bản Pro nữa. Có lẽ là vậy. Thôi, đại khái thì chúng ta sẽ có chiếc tai nghe EH493W trong tầm giá dưới 1 triệu đồng. Cụ thể là hiện tại giá bán niêm yết tại website của Edra Việt Nam đó là 999.000 đồng. Tại sao mình lại nói là trong tầm giá 1 triệu đồng anh em lại nên thử chiếc tai nghe này ý? Thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đập hộp ra nhé. Hộp thì cũng đơn giản thôi, đây là cái vỏ ở trong nó đút như này, xong mình rút ra. Sau đó là chúng ta sẽ có một cái hộp đen tuyền như này. Và cái hộp này thì nó sẽ có nam châm đất hiếm. Đấy. Để giữ cái nắp này lại, à, anh em thấy không? Và bên trong này nữa, anh em lại có nam châm đất hiếm nữa. Anh em biết ở đâu không? Ở trong này, ở trong hai cái driver của chiếc tai nghe này. Vâng, và đây chính là chiếc EH493 chúng ta. Về chiếc tai nghe này thì về thiết kế lát nữa chúng ta sẽ nói sau, xem trong này còn gì không. Đây, trong này anh em sẽ thấy mút xốp bảo vệ rất là chắc chắn và cứng cáp. Và cái mùi thì ui, y như mùi dép Beatit mới mua anh em ạ. Ở đây thì anh em sẽ có cái USB dongle để anh em cắm vào máy tính để kết nối không dây với chiếc tai nghe này. Và đây là một chiếc tai nghe không dây anh em ạ. Ngoài ra phụ kiện của nó sẽ còn gì? Chúng ta sẽ có thẻ bảo hành chính hãng của Edra Việt Nam. Chúng ta sẽ có thêm một cọng dây USB Type-C với chiều dài là 1,8m. Vâng, rất dài, 1,8m. Rồi, 1,8m. Và chúng ta sẽ có thêm một cái cục mút nữa. Cái cục này thì là để anh em có thể bọc vào cái mic này để nó kiểu nó lọc gió tốt hơn, kiểu anh em để mic gần mồm thường nói phù 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 và nó đỡ bị tiếng gió thổi mic ấy. Thật ra là vẫn bị thôi nhưng mà nó sẽ giảm đi rất là nhiều và tiếng nó sẽ đỡ bị đấm vào tai người nghe anh em. Rồi, đó là về phụ kiện cũng như đập hộp, rất đơn giản đúng không? Chúng ta không có quá phức tạp trong này cả, không quá nhiều phụ kiện. Tập trung hết vào chiếc tai nghe này rồi. Về thiết kế chiếc tai nghe này thì cái điều đầu tiên mình cảm nhận được khi ở đập hộp nó ra đó là một cái thiết kế trông nó rất là, nó mang tính pro chứ nó không phải Noob tí nào cả. Cái tính pro nó phát ra ở đâu? Đây, anh em sẽ thấy màu đen tuyền hoàn toàn đúng không? Chúng ta sẽ có logo Edra ở trên đỉnh này. Logo in chìm Edra ở trên đỉnh. Và cái đệm đầu này, cái headband này nó rất mềm anh em ạ. Nó mềm dã man luôn. Đấy, anh em thấy là nó dày này đúng không? Và mình có thể squeeze, mình bóp nào nó mỏng dính này. À, chứng tỏ là cái mút ở trong này của chiếc tai nghe này nó sẽ rất là êm và cảm giác khi em đặt lên đầu nó sẽ không chỉ có cái mút trên đầu nó mềm thôi anh em, cả cái chụp tai này nó cũng cực kỳ mềm. Mình đã rất nghi ngờ khi mà Edra họ đã mang memory foam xuống đây. Đó anh em thấy không, ấn vào này thả đây ra đó, một lúc nó mới hồi lại, nó mềm cực kỳ luôn. Và chính vì cái sự mềm mại đến từ hai cái chụp tai này mà khiến cho anh em khi mà đeo lâu ấy, chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái và êm dịu, êm tai. Về khả năng cách âm thì chiếc tai nghe này mình không đánh giá quá cao. Thật ra thì khả năng cách âm của nó cũng ở mức bình thường thôi. Nếu như mà anh em đeo tai nghe và nghe nhạc thì mẹ ở dưới nhà gọi ăn cơm vẫn nghe thấy đấy, chứ không đến nỗi là không nghe thấy gì đâu. Nhưng mà đổi lại là cái cảm giác đeo nó rất nhẹ nhàng và thoải mái từ phần đỉnh đầu với cái mút rất mềm cùng với hai cái chụp tai mềm sẽ mang lại cho anh em cảm giác đeo như là không đeo luôn. Đây là một chiếc tai nghe không dây, có nghĩa là sao? Là bên trong nó sẽ có pin, có mạch điện, có tỉ tỉ thứ để tai nghe này nó có thể hoạt động, nhưng trọng lượng của nó vẫn rất nhẹ và cảm giác đeo nó vẫn rất thoải mái. Và tai mình cũng thuộc dạng là không phải là tai nhỏ, cái vành tai mình khá to rồi thì tóc tiếc các thứ nó loằng ngoằng ra nữa, nhưng mà đeo lên nó vẫn chùm rất là kín. Đó, cái việc mà đặc biệt là cái chỗ này anh em ạ, anh em nào đeo kính chắc chắn là biết là khi anh em chụp tai vào thì cái gọng kính này nó sẽ hở ra đoạn này và đôi khi nó sẽ ấn cái gọng kính của anh em vào. Nhưng không, với cái chụp tai nó mềm như này ấy thì việc anh em đeo kính hay không nó chả quan trọng, nó không ảnh hưởng gì cả đấy anh em thấy không. Đó, cái chỗ gọng kính của mình nó sẽ được ôm vào rất là gọn. Rồi, hơi tâng bốc nhưng mà thực sự đó là những cái gì mà mình cảm nhận được khi mà mình đeo cái tai nghe này lên tai.
Về thiết kế chi tiết hơn thì anh em sẽ thấy là hai bên chụp tay trái phải sẽ có thiết kế trông khá pro với cái lưới kim loại ở đây. Không biết là về lâu về dài cái lưới này nó có bị rỉ giống như là những cái hãng mà bắt đầu bằng chữ không nhỉ? Không biết được. Cái này đường dài mới biết ngựa hay, nhưng mà trước mắt mình nhìn thấy là đây là một thiết kế mang lại cảm giác nó khá chuyên nghiệp. Ở giữa thì chúng ta sẽ có logo Edra, đây là logo mới nha anh em. Bên trong này thì anh em sẽ thấy chữ L và chữ R để phân biệt bên trái bên phải, và cái mic của nó cũng khá hay. Mic thì anh em thấy ngắn tí này đúng không? Nhưng anh em hoàn toàn có thể rồi. Đấy, hơi quá tay rồi. Anh em có thể kéo dài nó ra. Không cần, anh em sẽ ấn gọn nó vào, rất tiện lợi đúng không? Đó. Nếu như mà khi mà anh em không dùng đến cái chụp này, anh em đẩy gọn nó vào thì nó chỉ thò ra đúng khoảng một đốt ngón tay ở đây thôi, rất gọn. Lúc nào anh em cần đẩy ra. Và cái mic này là mic đa hướng. Về chất lượng âm thanh của mic này thì mình đánh giá là cực kỳ tốt. Bản thân mình thì đã nhận được cái tai nghe này từ trong cái thời gian vẫn còn đang giãn cách, tức là mình vẫn đang ở nhà cơ. Lúc đấy thì mình định làm video rồi, nhưng mà do những cái điều kiện ở nhà mình nó không cho phép, cho nên là mình cũng không thực hiện được trong nhà. Nhưng mà mình có cho mẹ mình dùng thử cái tai nghe này. Mẹ mình là giáo viên và đang dạy online ở nhà mà. Và phải công nhận là học sinh mẹ mình còn bảo: ô, cô mới mua mic mới à, nghe nó khác hẳn ấy. Bình thường mẹ mình khi mà dạy học thì sẽ phải gào thét lên, tại vì cái mic tích hợp trong cái laptop ấy, nó bắt không tốt lắm. Là khi mà đeo cái tai nghe này vào dùng cái mic này thì chỉ cần nói nhẹ nhàng như mình đang nói chuyện với anh em này thôi là mọi thứ đã rất thoải mái rồi. Tuy nhiên có một điểm trừ, đấy là cái nút bật tắt mic ở đây này. Đấy, ở bên cúp tay trái thì anh em sẽ thấy rất nhiều nút, gồm có một con lăn để tăng giảm âm lượng này, hai cái nút bấm, trong đó thì một nút là anh em nhấn giữ để bật nguồn và tắt nguồn. Đó. Và thêm một cái nút nữa là nút tắt bật mic. Thì cái nút này nó là cái nút nhấn click bình thường thôi, một cái switch như kiểu anh em bấm chuột thôi, chứ không phải là nút nhấn giữ. Mình thì mình thích cái kiểu nhấn giữ hơn. Ví dụ như anh em ấn thọt nó vào, ấn thụt nó vào là bật mic. Anh em ấn nó lồi ra thì là tắt mic. Đấy, mình có thể cảm nhận được luôn. Mình có thể cảm nhận được luôn. Ấn vào, đang bật mic. Ấn vào phát nữa nó lồi ra thì là đang tắt mic. Chứ còn cái này là kiểu click thì đôi khi mình không biết là mic nó đang bật hay đang tắt. Mình lại phải dùng những cái kiểu anh em nghe được không, lúc đấy thì mọi người phản hồi lại mình mới biết là cái mic nó đã bật hay chưa. Cái này hơi bất tiện một chút. Hoặc là đơn giản thôi, Edra có thể tích hợp cái công tắc vào ngay cái này này, đẩy vào là tắt mic, rút ra là bật mic. Ồ, thế có phải tiện hơn không? Nhưng mà thôi không sao, cái này thì sau một thời gian sử dụng chúng ta sẽ quen. Ngoài ra thì cuối cùng chúng ta sẽ có cái cổng USB Type-C ở dưới này để anh em cắm sạc cho chiếc tai nghe này. Và anh em có thể nhận biết được cái trạng thái hoạt động của nó bằng cái đèn màu xanh dương ở đây. Nếu đèn màu xanh dương sáng và nó nháy nháy chậm chậm này thì có nghĩa là nó chưa được kết nối với cả cái USB dongle này và anh em không nghe được. Còn khi anh em cắm vào máy tính và cái đèn này nó sáng liên tục thì có nghĩa là âm thanh đã được kết nối. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Và cái điều cuối cùng mà mình cảm thấy cái sự pro nó phát ra ở cái tai nghe này nó chính là cái dây này. Cái dây nối từ cái hai bên ear cup trái phải qua cái headband được làm kiểu như là xoắn ốc này, trông rất là gọn gàng. Còn một điểm thật ra là mình không biết là nên trừ hay nên cộng, đấy là cái tăng giảm cái kích thước của chiếc tai nghe này này, nó cũng có khớp, nhưng mà đôi khi mình kéo nó không vào khớp, mà đôi khi nó vào, nhưng mà thôi đại khái là nó sao sao ấy các bạn. Nhưng mà đổi lại là nó khá rộng. Đấy, anh em có thể kéo ra hết cỡ như này. Và với những anh em đầu to một chút, đó, đầu to hơn mình khoảng gấp rưỡi mình đi, thì anh em vẫn có thể đeo thoải mái. Giả vờ thôi. Cái này ôm khá chắc anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test về chất âm nhé. Về chất âm thì mình cũng đã nghe qua chiếc tai nghe này một thời gian rồi, thì phải công nhận là những cái thông số chiếc tai nghe này mang lại sẽ giúp cho anh em trải nghiệm được âm thanh tương đối ổn. Dĩ nhiên tương đối ổn trong tầm giá 1 triệu rồi. Dĩ nhiên trong tầm giá 1 triệu nếu như mà anh em mua tai nghe có dây thì anh em sẽ được trải nghiệm một cái chất lượng âm thanh nó sẽ có thể là tốt hơn. Nhưng ở trong cái phân khúc này mà anh em tìm tai nghe không dây ấy, thì có lẽ đây là chiếc tai nghe thuộc hàng top cho những chiếc tai nghe không dây có giá dưới 1 triệu rồi. Tại sao không? Về âm trầm nhá, âm trầm thì nó sẽ thế nào nhỉ? Nó không quá cân bằng đâu, nó sẽ hơi lấn lướt một chút. Nhưng đổi lại là nó cái lượng nó không quá nhiều, cho nên là khi mà anh em nghe ấy, nó sẽ không bị gọi là bao la bát ngát, toàn bát là bát, toàn bát với đĩa, nó không bị cái tình trạng đấy. Nhưng mà đổi lại thì anh em vẫn có thể nghe được cái âm trung và âm cao khá tốt. Đặc biệt nếu như mà anh em để gaming ấy, thì cái yếu tố quan trọng nhất là cái tính phân biệt rõ trái phải đúng không, định hướng đúng không, thì chiếc tai nghe này đang làm rất tốt. Những cái âm trung
và âm cao để thể hiện rõ tiếng bước chân cũng như hướng nặn bắn, thì chiếc tai nghe này vẫn có thể đảm bảo tốt cho anh em được cái điều đấy. Về nghe nhạc thì mình thật ra là mình nghĩ là nếu như anh em nghe nhạc thì anh em nên tìm những tai nghe mà chuyên để nghe nhạc thì tốt hơn. Còn chiếc tai nghe này thì để nghe nhạc nó ở mức gọi là chống điếc thì cũng không phải, chống điếc thì nó tệ quá. Chiếc tai nghe này nó gọi là nghe được. Anh em nghe tạp thì ok, còn nếu anh em nghe chuyên sâu, anh em muốn nghe vocal tốt, anh em muốn nghe guitar acoustic các thứ thì chiếc tai nghe này nó không ổn lắm. Theo mình thì là như vậy, bởi vì cái âm bass của nó sẽ hơi lớn một chút sang mid, hơi lớn. Nó không, lượng nó không quá nhiều. Nó đủ chắc nhưng mà nó hơi lớn. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ mang lại cho anh em cái trải nghiệm gaming khá tốt. Và nếu như mà anh em quan tâm đến thông số chiếc tai nghe này ấy, thì một là anh em có thể lên website của Edra hoặc là website tncstore.vn, mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả video. Anh em có thể tham khảo chi tiết hơn về thông số. Còn bây giờ thì mình cũng sẽ chia sẻ qua một chút về thông số, ví dụ như là về trở kháng chiếc tai nghe này chẳng hạn là 32 ohm. Thật ra thì mình nghĩ anh em không cần quan tâm trở kháng, bởi vì là đây là một chiếc tai nghe không dây chứ không phải là tai nghe 3.5mm. Nếu 3.5 thì anh em sẽ quan tâm trở kháng, bởi vì nó còn phụ thuộc vào nguồn phát của anh em nữa, nó có kéo nổi cái tai nghe này không. Nhưng mà đây là một cái tai nghe không dây và toàn bộ cái em biết rồi thì DAC nó sẽ nằm hết trong này và nó sẽ nội bộ nó chạy với nhau thôi, cho nên là chúng ta không cần quan tâm. Cái quan trọng nhất là về thời lượng pin. Thời lượng pin thì một lần sạc đầy mình dùng mình quên, mình chả để ý, mình dùng được hồi làm việc ở nhà là một ngày mình ngồi 8-9 tiếng đó, 8-9 tiếng, và mình phải mất đến 2 ngày thì mình mới phải sạc lại một lần, thì có thể coi là chiếc tai nghe này nó sẽ có thời lượng pin khoảng 18 tiếng liên tục. Còn nếu như mà anh em không nghe liên tục ấy thì nó sẽ còn dài hơn, anh em có thể cả tuần mới phải sạc lại một lần là chuyện bình thường. Nếu một ngày anh em chỉ chơi game khoảng 2-3 tiếng thôi, quá là bình thường. Cuối cùng có một yếu tố nữa mà anh em quan tâm, đấy là cái khoảng cách mà chiếc tai nghe không dây này nó có thể đáp ứng được cho anh em là bao nhiêu, tức là từ cái này đến cái này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử test luôn nhé. Để test thì cũng đơn giản thôi, là mình sẽ bật nhạc ở trên chiếc laptop này. Mình sẽ bật nhạc hoặc là bật một cái video của mình đi. Đây, mình đang phát video của TNC Channel, anh em có thể nghe được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quanh quanh xem là âm thanh này nó còn phát không nhá. Ok. Alo. Hiện tại mình đang trong nhà vệ sinh anh em ạ. Uầy. Ok, với những cái anh em vẫn nghe được đúng không? 3 thì ngon. Có nghĩa là sao? Nghĩa là anh em đi quanh quanh trong nhà, anh em đi vệ sinh những thứ thì vẫn không cần bỏ tai nghe ra. Bây giờ mình sẽ thử xuống dưới showroom xem còn được không nhá. Đây, hiện tại thì mình đang đứng ở dưới TNC Store, dưới showroom. Và nếu anh em chưa biết thì cái studio bọn mình ở ngay trên đầu mình đây. Đấy, và tức là chúng ta đang cách một cái tường bê tông rất là dày. Trên tường nó còn bao nhiêu thiết bị điện các thứ nữa, anh em có thể thấy. Và chiếc tai nghe chúng ta vẫn... Anh em nghe được không? Anh em nghe thấy mà. Bây giờ chúng ta thử đi xa hơn tí đi. Ôi. Vẫn nghe được em ạ. Ui, ra ngoài đường luôn. Bên trái của anh em đang là chiếc SBC Power US70 đúng không? Nó sẽ hơi chập chờn một tí anh ạ. Vẫn nghe được đúng không? Ok phết, mà từ đây lên đến đấy là cũng cách khá khá đấy. Ổn. Như vậy là nếu như mà anh em sử dụng chiếc tai nghe này và đi loanh quanh trong nhà thì anh em vẫn hoàn toàn có thể nghe được âm thanh từ chiếc máy tính của mình. Ví dụ anh em AFK, anh em đi làm gì đấy, đi pha cốc cà phê hay làm gì đấy thì vẫn hoàn toàn biết được là cái trận game của anh em đang diễn ra như nào, và anh em bạn bè có côn tim chẳng hạn thì anh em vẫn có thể nghe thấy và quay lại ngay lập tức. Và đấy là cái mà mình rất ấn tượng chiếc tai nghe này. Và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc tai nghe Edra EH493 này. Đánh giá chung lại thì chúng ta sẽ có một thiết kế khá chuyên nghiệp. Nó không bị mang lại cái cảm giác kiểu rẻ tiền như là những cái đồ giá rẻ khác. Đặc biệt là khi mà anh em chỉ phải bỏ ra khoảng 1 triệu đồng, anh em đã có được một chiếc tai nghe không dây với màng loa neodymium, gọi là nam châm đất hiếm đấy. Rồi thì chúng ta sẽ có kết nối không dây này, và cái khả năng kết nối của nó thì mình đánh giá là rất ấn tượng. Ngoài ra thì chúng ta còn có cả cái mic này với chất lượng âm khá tốt, mà lát nữa thì cuối video mình sẽ thử nói linh tinh một đoạn để anh em có thể nghe được âm thanh của chiếc mic này. Cá nhân mình đánh giá thì nó khá đáng mua.
Còn ngoài ra thì nếu như anh em có thể bỏ qua những cái điểm trừ của nó như mình đã chia sẻ, ví dụ cái nút mic này nó không được thuận tiện cho lắm này, rồi thì cái khả năng nó sao á, thì anh em hoàn toàn có thể chấp nhận và bỏ ra một khoản tiền như vậy để thử trải nghiệm chiếc tai nghe này. Thật ra thì mình nghĩ là cái này nó cũng không hẳn là yếu điểm đâu, bởi vì là đầu anh em là cố định đúng không? Không phải là hôm nay đầu anh em to, ngày mai đầu anh em lại bé, cho nên chúng ta lại phải thay đổi liên tục. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể chỉnh một lần và dùng cả đời. Thậm chí anh em đổ keo 52 và luôn cho chắc cũng được. Anh em để đúng cái này, đúng vừa đầu anh em, xong. Hết. Đấy, thế thôi, đúng không? Cho nên là mình nghĩ là nó cũng không hẳn là một cái điểm trừ gì quá to tát để chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều. Ờ, rồi. Đó. Video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Nhưng mà anh em đừng tắt video vội, mình sẽ còn test về mic nữa nhé. Anh em hãy cho mình biết đánh giá mọi người về mic của chiếc tai nghe này bằng cách bình luận vào bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Alo, alo. Alo. Đoạn này là đoạn test mic mà vừa nãy mình nói anh em ạ. Anh em nghe âm thanh thế nào? Mà thôi, hết video rồi, tắt đi, xem đây làm gì nữa. Thế nhá. Mic ổn đúng không? Nghe được đúng không? Mượt rồi đúng không? Úi dồi ôi, tiếng này mà còn không mượt nữa, không biết cái mic nào mới mượt nữa. Thôi thế nhá, hết video rồi tắt đi. Thôi xem làm gì nữa. Tắt đi. Tắt đi. Hết rồi, hết thật rồi, hết đây này, thật. Hết nhá. Thôi hết rồi, tắt đi.